Chí Thiện và Phương Trinh xin chào quý vị khán giả đã đến với chương trình Tần số tình yêu. Chương trình Tần số tình yêu do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện, được phát sóng vào 21 giờ 35 phút thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Thiện ơi. Sao? Nghe đồn Thiện cũng đã trải qua những mối tình rất sâu đậm, nhưng mà tới bây giờ thì vẫn đang một mình. Bao lâu rồi? Lâu rồi. Không có nói thời gian đâu. Không nói thời gian mà lâu rồi đúng không? Đúng rồi, thì sao nè? Anh nói nghe nè, có khi nào sợ yêu không? Sợ lắm khi yêu một ai quá nhiều. Không, thật ra cũng có. Trong cuộc sống thì mình vẫn có một cái gì đó hơi sợ một tí để bảo vệ bản thân mình, nó cũng tốt. Nhưng mà nếu mà sợ quá đó thì trở thành là mình là một người đã tự bảo vệ mình và không có bất kỳ mở rộng một mối quan hệ nào cả thì cũng không tốt. Thì Thiện nghĩ là cứ để mọi sự tùy duyên, và đến một lúc nào đó Thiện cần nỗ lực để có thể tìm tình yêu thì chắc chắn Thiện sẽ tìm được. Đó, chứ mà sợ quá là coi chừng ế. Ế dài, ế lâu. Cái chữ ế 33 rồi. Cái chữ ế đó là làm khác thường lắm luôn. Vậy là rốt cuộc là Thiện đâu có sợ yêu nữa đúng không? Đúng, Thiện đâu có sợ đâu. Chỉ làm ở thời điểm này Thiện chưa cần đến nó thôi. Và đúng rồi, như vậy thì Thiện mới cảm thấy là để các bạn khi đến tham gia chương trình Tần số tình yêu nha. Khi các bạn đến đây thì các bạn lại can đảm, dám đương đầu với lại gọi là thử thách. Đúng rồi, để tìm kiếm tình yêu cho mình. Đúng rồi, và hy vọng rằng ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ được tìm kiếm những tình yêu thực. Và ngày hôm nay khách mời của chúng ta sẽ là năm bạn nam. Xin mời các bạn. Đến với Tần số tình yêu. Mời các bạn về vị trí của mình ạ. Và bây giờ quý vị khán giả cũng như Chí Thiện và Phương Trinh sẽ cùng làm quen với tất cả các bạn ở đây nhé. Mời bạn đầu tiên ạ. Xin chào anh Chí Thiện, chị Phương Trinh. Mình tên là Trịnh Thái Hiệp. Hiện tại công việc của mình là nhân viên văn phòng. Năm nay mình 29 tuổi nhưng mà chưa có yêu ai hết. Chưa yêu ai hết, đến đây quá đúng. Mời bạn thứ hai ạ. Dạ, em chào anh Chí Thiện, chào chị Phương Trinh. Em tên là Thanh Duy. Năm nay em 25 tuổi và em đang là một photographer và dancer. Rồi, ok, mời bạn thứ ba. Xin chào anh Chí Thiện, chị Phương Trinh. Em tên là Phong Nhã, công việc hiện tại của em là còn là sinh viên. Em sinh năm 2000. Ồ, còn sinh viên luôn hả? Dạ, sinh năm 2000, năm nay mới 21 tuổi thôi. Rồi, đúng không? Mời bạn thứ tư ạ. Xin chào hai anh chị MC. Em tên là Lâm, biệt danh là Lâm Sao. Okay. Công việc hiện tại em là gì? Công việc hiện tại của Lâm đang là một giám đốc điều hành một công ty. Giỏi quá. Và mời bạn cuối cùng, một người đàn ông cá tính nhất không ngày hôm nay nè. Dạ, em chào anh Chí Thiện và chị Phương Trinh. Em tên là Thư Nguyễn, em 25 tuổi, em đến từ Cà Mau. Công việc hiện tại của bạn là gì? Công việc hiện tại của em là diễn viên. Nghe chất giọng rất dày, rất ấm và vang. Chúng ta đã có thời gian làm quen với năm khách mời, còn chần chờ gì nữa. Chúng ta sẽ đến với nhân vật nữ chính ngày hôm nay. Đúng thì rồi. Nói trước, cô ấy rất xinh đẹp và rất dễ thương. Các chàng trai đã sẵn sàng chưa ạ? Dạ rồi ạ. Sẵn sàng. Sẵn sàng. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp nữ chính của ngày hôm nay. Mời. Xin chào em. Dạ, xin chào chị. Em có thể giới thiệu em với tất cả mọi người ở đây. Dạ, xin chào chị Trinh, xin chào anh Thiện, xin chào Nam Anh ở đây. Dạ, em tên là Quỳnh Như, năm nay em 22 tuổi, hiện tại sinh sống tại Đà Lạt và làm việc ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Sinh sống ở Đà Lạt và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh dạ. Hả? Em phải đi ra đi về suốt hả? Dạ đúng rồi, ở Đà Lạt thì em đang kinh doanh, em mở một shop quần áo. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh là em làm người mẫu ảnh. Là đam mê, phải không? Đeo đuổi đam mê. Dạ. Bay đi bay về hay sao anh? Dạ đúng, em bay đi bay về. Ví dụ hôm nào mà có shop ở dưới thành phố Hồ Chí Minh thì em sẽ bay xuống
còn lại thì em sẽ quản lý công việc của em ở trên Đà Lạt. Hình như có một bất ngờ gì đó dành cho bạn. Em cảm ơn. Dễ thương quá. Em có thích màu hồng không? Em đặc biệt thích màu hồng. Vậy thì anh cũng thích màu hồng. Dạ, anh thích em. Đúng rồi. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cảm ơn bạn, một hành động quá ga lăng. Mình rất là thích cái cảm giác bất ngờ. Tại vì trước giờ mình rất thích người yêu làm những chuyện bất ngờ cho bản thân. Bây giờ chúng ta chưa được đó gì đâu, chúng ta phải bắt đầu thả sóng cảm xúc trước. Đúng nha. Cái ấn tượng đầu tiên của các bạn dành cho Quỳnh Như là sẽ như thế nào nha. Thời gian dành cho các bạn. Lúc đầu thì mình cũng có một chút xao xuyến. Được 8 điểm trên 10 điểm của mình đập vào mắt mình là một ấn tượng rất là tuyệt vời. 3, 2, 1, xin mời. Năm chàng trai đều thả tim cho bạn, Quỳnh Như thấy như thế nào ạ? Dạ, thấy sự hạnh phúc. Hạnh phúc, và cô ấy cũng đang rất là hồi hộp, căng thẳng. Thì dạ, thôi thì bây giờ chúng ta sẽ cho Quỳnh Như cũng như là 5 bạn cũng như quý vị khán giả nghỉ ngơi trong giây lát nha. Xin chào quý khán giả đã quay trở lại với chương trình Tần số tình yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện giữa Quỳnh Như và cũng như tất cả các bạn ở đây. Như ơi, khi mà nhìn năm bạn nam thì bạn có ấn tượng với ai đầu tiên không? Dạ, ấn tượng với lại anh mặc đồ trắng. Mặc đồ trắng hả? Tại sao vậy? Thực sự là bạn rất là giống người yêu cũ của em. Giống người yêu cũ của em? Dạ. Vậy là ấn tượng của em là tốt hay xấu? Thường là người ta nghĩ về người yêu cũ có hai dạng lận. Nếu mà biết tốt hay xấu thì cuối chương trình. À rồi, nếu mà bạn không được chọn dạ, là xấu đó, ấn tượng thì người yêu cũ xấu lắm. Có thể bề ngoài giống thôi, tuy nhiên đó là mình sẽ có điểm khác, sẽ làm bạn đó vui, tích cực hơn. Về ngoại hình thì em có ấn tượng với ai ở đây? Em ấn tượng bạn Thuấn đúng không? Dạ. Cá tính đúng không? Dạ. Rất là lạ ha, dạ, rất là có nét riêng. Lỡ hỏi vậy rồi thì gu bạn trai của em sẽ như thế nào? Chỉ cần cao hơn em, không quá ốm. Đủ tiêu chuẩn. Với lại quan tâm những thứ mà nhỏ nhặt nhất là được. Có không? Có không? Có vô tay. Có luôn. Có luôn. Rồi còn Lâm sao sao? Mày không quan tâm với thứ nhỏ hả? Hơi chậm nhưng cũng kịp. Quên nữa, chúng ta còn một cái món quà dành cho năm chàng trai nữa. Có nữa hả? Có, là những người bạn của cô ấy thì nói về cô ấy đúng như rồi, thế nào. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ chúng ta cùng xem nhé. Hình Như là một cô bé rất là dễ thương. Bạn ấy có một nụ cười rất là duyên. Và tính cách thì Hình Như rất là cởi mở, dễ thương và hòa đồng. Vì vậy được mọi người rất là yêu quý. Tuy nhiên bên cạnh đó Hình Như có những tính xấu là bạn ấy rất là nhõng nhẽo, rất là mít ướp. Bạn ấy cũng có chia sẻ là trước đây Hình Như có quen 3 mối tình. Thì hiện tại thì bạn ấy vẫn đang độc thân. Chị Như khá là xinh xắn, cùng với đó là sự hồn nhiên. Chị ấy khá là hoạt bát, dễ thương. Và mình cũng rất thích cái sự quan tâm của chị ấy đối với những người em như mình. Hình Như có nói với mình là mẫu bạn trai lý tưởng của bạn ấy cao trên 1m7, không quá gầy, là một người con trai trưởng thành, biết lo và chăm sóc cho gia đình và người con gái mà người đó yêu thương. Tham gia chương trình Tần số tình yêu thì Hoàng xin chúc cho Như sẽ tìm được người con trai mà mình mong muốn. Nếu được thì chúc hai bạn có thể được tiến xa trong tương lai. Mình mong là chị Như sẽ tìm được một mẫu người đàn ông lý tưởng của chị ấy và sớm có cho mình một người anh rể. Mà chúc chị thành công. Trọng trách hơi nặng á, chỉ mà rễ luôn á. Cái khoảng thời gian mà em không còn yêu nữa là cách đây bao lâu rồi? Dạ, cách đây khoảng 1 năm trước. Và cái người mà em nói giống đó, có phải là người cuối cùng không phải là người thứ mấy? Dạ, người nói giống là người cuối cùng. Là người gần nhất hả Hiệp? Những cái tiêu chí khi mà em đưa ra để mà một cái hình mẫu lý tưởng của em cao trên 1m7, anh có. Không quá ốm, anh hơi béo. anh dư luôn em. Và một người quan tâm những cái nhỏ nhặt, anh lại là cái người mà để ý những cái đó nhiều nhất. Nhưng mà anh lại thắc mắc tại sao em lại chia tay người trước, do em hay là do người đó? Dạ, là do cả hai. Cả hai không đồng tình được một vấn đề, nhưng mà vấn đề nó khá lớn nên là tụi em quyết định chia tay nhưng mà vẫn còn tình cảm. Vậy anh xin lỗi. Chui trọng ta rồi. Anh xin lỗi. Hiệp nhớ trong cái đoạn clip đó, hai người bạn thân nói là Quỳnh Như là một người khá mít ướt. Nhìn thấy vẻ bề ngoài mỏng manh mà đúng không?
Thôi bây giờ mình bỏ qua câu chuyện cũ đi. Bây giờ mình nói về vấn đề mới nè. Hiệp là người như thế nào? Em thấy bề ngoài như vậy thôi, chứ anh là người khá là vui vẻ. Thậm chí bản thân anh buồn, anh cũng không để những người xung quanh mình buồn. Anh chỉ giữ riêng cho mình thôi. Và anh nghĩ mình tạo được cái không khí đó, cái năng lượng tích cực đó thì sẽ giúp mọi người gần mình hơn. Quỳnh Như ơi, em cũng muốn hỏi ai không? Dạ anh này. À Lâm Sao đúng không? Lâm Sao, mời Lâm Sao. Chào Như. Cho em hỏi là anh có biết em tham gia chương trình này không? Anh không. Anh muốn tặng món cái bó hoa á, có ý nghĩa gì? Anh không có biết là em có ấn tượng với anh hay không, nhưng mà anh đến chương trình này là vì em. Dạ em cảm ơn. Chào Như. Cậu này có vẻ như là nhúng chán như là bây giờ anh ngồi anh không yên luôn á. Dạ không có, tại vì đây là có thể nói đây là lần đầu tiên em tham gia một chương trình game show. Từ nhỏ đến giờ thì em có theo mẹ đi diễn ở các tỉnh, đi diễn kịch rối. Em cũng là một vũ công. Bản thân em từ sống từ nhỏ đến lớn thì sống thiên về cảm xúc hơn là thiên về lý trí, cho nên là trong cuộc sống của em bị ảnh hưởng rất là nhiều chuyện thì em bị dễ bị cảm xúc chi phối. Vì thế cho nên bạn bè thường hay đánh giá em là kiểu một người rất là nhoi, tại vì em muốn giữ cho mình một cái lửa năng lượng không bao giờ tắt. Khi mà gặp chuyện buồn á thì em cũng buồn, nhưng mà sau đó thì em lại vực mình dậy để mình không bị dúng lún sâu trong những chuyện đó, kể cả chuyện tình cảm. Em cũng đã có hai mối tình và cũng không suôn sẻ gì mấy, tại vì người ta bỏ mình chứ mình không có làm gì lỗi với người ta hết. Nhưng mà sau đó thì em vẫn đi chụp hình, đi làm, đi nhảy, làm mọi thứ để cho mình có thể lạc quan hơn trở lại. Anh làm photo được bao nhiêu lâu rồi? Tính đến thời điểm này thì có lẽ là hơn 2 năm mình hoạt động trong nghề chụp ảnh. Thì trước đó thì mình chụp là kiểu như dạng chụp chơi, chụp lưu giữ kỷ niệm với bạn bè và gia đình. Nhưng mà khi mà mình thấy được là khả năng mình bắt đầu càng ngày càng lên và mình muốn lưu giữ lại những cái tấm ảnh đẹp, những sản phẩm đẹp mà mình thích và mình muốn để lại cho con cháu mình ngày sau, kiểu như là đây ngày xưa ông nội mày chụp đây là đó. Mày chụp nha. Không đâu, không được. Năm nay em nhiêu tuổi em? Dạ em năm nay 25 anh. 25 mà nghĩ tới khi mình làm nội luôn rồi đó. Cái anh này chắc cố không tính cái đường xa. Mình có câu hỏi muốn hỏi Như là Như nói Như là một người nhạy cảm, nhưng mà mình muốn hỏi là Như có thường hay tâm sự về chuyện của mình cho người khác nghe không? Ngày xưa á thì Như có hay nói chuyện với mọi người, cũng tâm sự để cho nhẹ lòng hơn á. Nhưng mà sau này thì không còn nữa. Vậy là khi buồn là mình cũng chỉ có một mình thôi chứ không có ai nữa. Nếu mà về chuyện buồn thực sự là Như có thể vượt qua được. Như là một người rất là mạnh mẽ. Nhã là sinh năm 2000 đúng không? Đúng rồi. Là Nhã đang học trường gì? Mình đang học Đại học Kinh tế Tài chính. Nhưng mà chuyên ngành của mình là IT. Bên cạnh đó mình còn có đi dạy bơi nữa ở trung tâm. Dạy bơi cho... cho mấy bé. À, dễ thương quá. Vậy là bạn thích con nít đúng không? À, đúng rồi. Như cũng rất là thích con nít luôn. Như có biết nấu ăn không ta? Như khá là thích nấu ăn. Nhưng mà rất là ghét dọn. Mình cũng rất là thích nấu ăn nè. Ngoài ra mình còn có sở thích đó là nuôi mèo, chó. Mình rất là thích nuôi hai con đó. Yêu động vật. Là người rất là tốt bụng. Đúng rồi, chị. Những người động vật rất là tốt bụng, thật dạ. sự. Như cũng vậy, Như rất là thích động vật, thích em bé, là thích những thứ gì dễ thương á. Thôi được rồi, dễ thương đi ơi. Cái ổng làm gì nè? Tôi định nói là thì nó nói là năm bạn trai ở đây cũng dễ thương đó, cái thông tin Nhi làm vậy cái hết dễ thương luôn. Như ơi, em có gì muốn hỏi anh Thuấn không? Như là Thuấn cũng ngồi chờ đợi tới lượt của mình luôn á. Không có đâu anh Thiện, nãy giờ không phải chờ đợi đâu. Sao nãy giờ em quan sát Như à? Em quan sát tại tim em đập mạnh quá không nói được, chứ không phải là không hèn nói gì. Tôi thấy đó. Anh nhìn nè, ngồi quan sát. Anh Thuấn có gì muốn hỏi em không? Thì cái điều đầu tiên mà anh thấy em từ bên trong bước ra, ấn tượng của anh là em cười quá đẹp. Mà trong nụ cười đó thì có một cái ánh mắt sâu thẳm, có điều, có một tâm sự gì đó. Hồi nãy khi mà em nhắc đến cái câu chuyện mà người yêu cũ của em á, dạ. Thì em sắp khóc, thì chắc lẽ là người đó có ấn tượng mạnh với em lắm, đúng không? Dạ, em có thể là dành hết tình cảm cho bạn đó. Mối tình đó kéo dài 5 năm. 5 năm? Nhưng mà trong 5 năm đó tụi em có chia tay nữa. Thì tụi em quay lại, xong rồi một thời gian lại gặp một sự cố lớn nên là tụi em chia tay. Nói chung là trong tình yêu thì nó cũng sẽ có ngọt bùi, nó cũng có đắng cay. Mình có thể mình quên đi được những cái nỗi buồn đó, bắt đầu một cái mới. Trong năm chàng trai ở đây thì anh không biết chắc là người nào đó sẽ mang đến hạnh phúc cho em và lấp đầy một khoảng trống đó. Nhưng mà tin chắc rằng anh sẽ đủ khả năng làm điều đó.
sẽ mang đến cho em một cái niềm vui mà có thể 5 năm đó em có thể quên đi được. Thiện thích cái lời khẳng định này, rất là chắc định và rất là tự tin. Nhưng mà nè, Như ơi, không phải mình là anh Huấn đem lại hạnh phúc cho Như đâu. Mình cũng có thể đem lại hạnh phúc được cho Như nè. Không cần thiết phải anh Huấn, mình cũng được. Mình có cùng sở thích nè. Mình rất là thích đi Đà Lạt nha. Nhưng mà có nhà Như ở Đà Lạt thì mình sẽ thường xuyên lên thôi. Một tuần lên một lần. Một tuần lên một lần cũng không sao. Anh dọn nhà lên luôn. Trời ơi, chưa gì là cuốn gói theo người ta rồi hả? Hỏi mẹ em là có thể nhập hộ khẩu không? Anh xin nhập hộ khẩu vô luôn chứ khỏi dọn nhà chi mất công anh ơi. Trời ơi, cái này chơi tới quá rồi đó. Còn mấy lại cái Duy nè. Này á, nhanh quá cho nên em cũng phải cân nhắc cái chuyện đó. Thì anh á thì không biết nấu ăn, nhưng mà anh biết ăn và anh biết dọn. Và anh chưa đi Đà Lạt đúng nghĩa. Ai yêu nhau cũng nghĩ là lên đó hết. Anh không có một cái gì đó nó chắc chắn hết. Tuy nhiên mình sẽ có thời gian để đi Đà Lạt nhiều hơn từ hôm nay. Giống như là một anh chàng lãng tử, là một người luôn hiểu, luôn nghĩ cho người khác trước. Mình cũng thấy là khá phù hợp. Nếu như mà mọi người quen một cô gái mà kiểu dễ xúc động như vậy á, thì mọi người sẽ làm cách nào để mà che chở cho cô ấy? Thuấn đầu tiên đi. Em trước cho. Những người mà có nhiều tâm sự thì nói ra thì cũng có nhiều điểm giống em. Tại vì em là một diễn viên, đôi khi thì em hay sống nội tâm là nhiều. Mỗi lúc mà đi phim, đi quay về thì ở nhà cũng bốn bức tường thôi. Những lúc như vậy thì cái điều mà em cần nhất là có người bên cạnh tâm sự. Kiểu nghe những câu chuyện đâu đó, những câu chuyện dí dỏm, hay là một ngày nào đó làm công việc gì đó, có những niềm vui chia sẻ với nhau thì bớt được, mình sẽ cảm thấy bớt cô đơn hơn. Thì đó là cách mà em có thể làm cho Như được vui hơn. Em không hứa là sẽ mang đến cho Như một cái niềm vui gì đó quá lớn, nhưng mà anh sẽ có nhiều mỗi chuyện kể cho em nghe hàng ngày, kể tới già cũng không hết. Trời ơi, cái này gọi là thính hạng nặng. Tuy là thính nhưng là có sự chân thành trong đó thì mình sẽ gọi đó là thính hạng nặng. Huấn cũng là một cái gu của mình. Anh có vẻ là một người rất là tình cảm, tốt bụng. Thực ra thì anh không phải người lãng mạn, là một người ngôn tình. Nhưng em chính là một ngôn tình của anh. Anh kiểm soát giùm em cái thính nặng quá. Như em vừa chia sẻ thì mối tình sâu đậm nhất của mình là 5 năm. Dạ. Anh là người cũng có một mối tình là 4 năm rưỡi, thời đại học. Em có thích cái sự phản bội không? Không ai thích đâu. Dạ đúng rồi. Anh cũng không thích cái sự phản bội đó. Em có thích sự chân thành không? Dạ, ai cũng thích, nhưng mà thực sự bây giờ em rất là sợ. Sợ, đúng không? Dạ. Anh cũng rất là sợ cảm giác mình chân thành với người mình yêu mà bị phản bội lại. Anh không được một sự chân thành từ tình yêu đó. Ai cũng ngôn tình và ai cũng thể hiện hết bản thân mình, nên bản thân Lâm sao thì cũng một chút lo lắng. Cho em hỏi anh một câu nha. Trong tình yêu á, anh quan trọng nhất là điều gì? Cảm xúc. Giống như là cảm xúc của anh đối diện với Như. Anh có cảm xúc, anh sẽ từ từ đi từng bước một và chúng ta sẽ tìm hiểu chân thành tới với nhau. Thì nghĩ là cảm xúc nó sẽ thay đổi. Nếu mà yêu một ai đó thì sẽ có khoảnh khắc mình sẽ yêu người đó, nhưng mà sẽ có những khoảnh khắc mình sẽ coi người đó như là người bạn thôi. Cái chuyện mà quan tâm về cảm xúc của một ai đó thì trước khi em có thể quan tâm về một cảm xúc của một người mà mình thích đi, thì trước hết là nên hiểu về cảm xúc của những người thân trong gia đình mình trước. Em đã trải qua 25 năm cuộc đời thì dần dần hiểu được cảm xúc của bố, của mẹ, rồi của em, của em. Thì những cái chuyện mà xảy ra mọi thứ trong gia đình đó, nó đã xây dựng nên cái cách mà em nhìn nhận cuộc sống và nhìn nhận cái cảm xúc của từng con người mà mình... Cái đó em đã tập luyện đó, em đã tập luyện cái cảm xúc. Cho nên là về cái việc mà quan tâm đến cảm xúc của một người á, thì em nghĩ thôi. Em nghĩ là tại vì như hồi mấy bạn đã nói là cảm xúc sẽ thay đổi. Thì em nghĩ là khi một ông hoặc khách yêu, em sẽ xây dựng cái cảm xúc đó chắc chắn để trở thành một cảm xúc thương, để có thể sau này đi mãi cùng nhau, chứ không phải là cứ yêu hoài, yêu chút này rồi lại yêu chút khác, cứ yêu hoài nó không bền vững. Em muốn giữ cái cảm xúc như ngày ban đầu, như ngày chúng ta gặp nhau, như ngày mà chúng ta rớt nụ cười vào nhau. Và em là minh chứng cho cuộc tình của mẹ đó. Cho dù bố mẹ em có hơi bị chênh lệch tuổi tác, bố em nhỏ hơn mẹ em 8 tuổi, nhưng mà bố em biết cách chăm sóc, quan tâm và vun đắp cái tình cảm đó đến bây giờ. Nghe cách nói chuyện của Duy á, thì Duy có vẻ là một người rất là trưởng thành, có vẻ là bạn trải đời nhiều. Đối với nữ chính là có một tình yêu đích thực, đó là một điều xứng đáng. Vậy thì còn cái gì mà quan trọng nhất đối với em? Cái điều quan trọng nhất đối với em trong tình yêu á là đừng hứa.
tại sao em lại phải đặt cái chuyện gọi là đừng hứa, người ta đã hứa em những gì và em đã thất vọng ra sao? Lại quay lại với lại chuyện người yêu cũ của em. Vì em đã nghe những lời hứa rất là nhiều đúng không? Dạ, không nhiều nhưng mà anh ấy hứa rất là kiểu như là rất là chắc chắn luôn. Anh hứa là dù có chuyện gì xảy ra, kiểu như trời có sụp đi chăng nữa thì anh ấy vẫn yêu em, vẫn theo em. Nếu mà tụi em còn quen nhau thì năm nay tụi em sẽ cưới nhau. Cưới. Cái lúc mà em khó khăn nhất á thì anh ấy lại rời xa em mà không một cái ngoảnh đầu lại nhìn. Anh ấy không quay mặt lại nhìn em, nhưng ngày hôm nay chúng tôi có 5 người nhìn thẳng vào em. Anh cảm thấy em là người mạnh mẽ thì hôm nay em mới ngồi đây. Dạ đúng rồi. Em làm chủ được tài chính của mình, em làm được công việc em yêu thích. Mẫu người của anh là nhẹ nhàng. Về cái sự tự lập em cũng có. Và kể cả cái sự làm mới trong tình yêu cũng vậy. Em có thích đi du lịch không? Dạ rất thích. Anh cũng vậy. Anh thì là một con người lại thích thay đổi. Thay đổi đây không phải là thay đổi người yêu nha, thay đổi trong cách yêu. Nghĩa là ok, hôm nay mình đang ở thành phố Hồ Chí Minh, em kêu là mệt mỏi quá, thứ bảy chủ nhật mình về Đà Lạt, Nha Trang. Mình có thể là làm mới lại. Thì anh không phải là người hay hứa, mà anh là người rất thích làm. Đến tại thời điểm này, anh có công danh, có sự nghiệp, có tất cả những gì anh đang mong muốn. Em có thích những người mà vượt qua tất cả bao nhiêu sóng gió để tới thành công, mà khi thành công rồi và dừng lại tìm một mối tình chân thành? Nhưng mà em lại thích cái cảm giác mà hai đứa sẽ tự đi lên cùng với nhau. Thì cảm giác nó sẽ hay hơn và hiểu cho nhau hơn. Anh hiểu ý của em, nhưng mà đôi khi trong tình yêu ấy, anh yêu một người nào đó mà anh không có khả năng chăm lo, chăm sóc và sở thích của người mình yêu, chắc chắn là cảm xúc của người ta sẽ không còn đối với mình nữa. Tất cả trong quá trình là 5 năm trời là anh không chọn bất cứ một mối tình nào, tại vì anh không chăm lo được cho bất cứ một người nào. Vậy là mọi người đã nghe được quan điểm của tất cả các bạn và cũng nghe được những chia sẻ của Quỳnh Như rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thả sóng cảm xúc nhé. Thời gian dành cho các bạn. 3, 2, 1, xin mời. Thấy vậy vui quá đúng không? Làm em hồi hộp quá. Ừ, cũng đã có 5 bạn thả sóng cảm xúc dành cho em. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thứ 3. Còn trước khi đến vòng thứ 3 thì mời quý vị cùng nghỉ giải lao trong ít phút nhé. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Tần Số Tình Yêu. Và bây giờ chúng ta đã đến với vòng 3. Ở vòng này thì các bạn sẽ tham gia một trò chơi chỉ đơn giản thôi, và các bạn sẽ tương tác với nhau nhiều hơn, coi sự ăn ý của các bạn sẽ như thế nào. Trò chơi được mang tên Truyền Bóng Tình Yêu. Trò chơi này rất đơn giản luôn. Rồi đây. Đây, bạn Nam sẽ cầm một cái máng xối này, dưới quê máng xối đó. Rồi ok. Máng xối. Máng xối rồi. Rồi đó. Xong rồi cái truyền cho bạn nữ. Bạn Nam rồi, xong, thì sẽ cầm qua bên đây. Đúng rồi, không được đụng vô nha. Đó, cái mình truyền nhẹ nhàng cho trái banh nó lăn theo. Đó, đúng đó, rồi. Qua bên đây. Qua bên đây. Truyền tiếp. Đó. Truyền tiếp tục rồi, Thiện qua đây. Thiện đó. Chạy kịp. Xong rồi mình sẽ cho banh vô trong rổ này. Cho cái và tự hào MC coi nè. Rồi, xong. Rất luôn. Rồi, và hy vọng là các bạn sẽ thành công nha. Bây giờ, bạn nào thi trước thì nếm 3, 2, 1, ai chạy lên đây trước rồi đó thi trước. 3, 2, 1. Rồi, ok. Thuấn rồi. Tôi đi trước. Ok. Yeah. Và bây giờ sẽ là 1 phút 30 giây dành cho hai bạn. Bắt đầu. Xin mời. Trời ơi, run quá nè. Rồi, từ từ nha. Không có lấy tài giữ lại nha, bạn nữ ơi. Rồi. Đó, mình phải cân bằng nó. Để nghiêng mình phải tự cân bằng nó, đúng rồi. Là như hướng làm á mới là đúng. Đúng rồi, cao lên như rồi. Đúng rồi. Hay quá. Rồi, thêm một bước nữa đi cho ăn. Hồi nãy Thiện làm đó khúc đó ngoài nữa nè anh. Rồi, nhẹ nhàng. Hay quá. Trời ơi, hay quá. Em ơi. Em ơi. Rồi, dòng quá, dòng quá. Anh cho vô lỗ nè. Hay quá. Đây. Bắt đầu có kinh nghiệm rồi ha. Phối hợp quá ăn ý nha. Hay quá em ơi. Như cho vô rổ luôn đi Như. Có cảm giác như hai bạn đang nhảy múa vậy đó. Em trúng 3. 3. Chơi luôn. 2. 1. Rồi. Bút chặt vậy trời. Số bóng.
bóng của hai bạn đó chính là ba quả bóng. Rất là quan tâm, cứ sợ mình té, sợ mình ngã. Ồ, cô gái dễ thương mà, chắc ruột của mình đây. Và bây giờ em muốn bạn nào? À, người thứ hai. 1:30 dành cho Lâm Sao và Quỳnh Như, bắt đầu. Đó, đúng rồi. Rồi, không dùng tay nha, Anh giang dữ đi, không tính chơi đó nha. Không tính nha anh, bé. Chạy đâu, anh tính nha anh, tới nè. Không tính, trái gì rồi anh giang. Đúng rồi. Không có đi vậy nha. Không được đốt cháy giai đoạn nha. Vô luôn Như ơi. Hay quá. Vô luôn Như ơi. Vào tim rồi. Hay quá. Đủ rồi Như ơi. Đó, nhịp nhàng quá trời luôn. Phá game quá. Phải đẩy cho nó đúng đường ray mà sẽ bị lệch á, sẽ bị rớt ra ngoài. Rồi. Còn thêm một bước nữa. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Và tổ chức banh mà bạn Lâm Sao đã đạt được là 3 quả luôn. Bị người khác hối thì mình sẽ bị rung, mình không có làm được cái gì hết. Kiểu anh ân cần nhẹ nhàng từ từ, nên là mình cảm thấy rất là ăn ý với anh. Lâm có cảm giác là có thể là gắn kết lại được với nhau và có cảm xúc. Bây giờ xin mời ba bạn còn lại đứng lên. Thiện đếm 3, 2, 1 là chạy nha. Thiện đếm 3, 2, 1 rồi đó. Rồi, ok, tới lượt bạn. 1:30 bắt đầu. Nhưng ơi, đúng rồi, mình cứ bình tĩnh thôi. Đúng rồi. Phải giảm lực đó, Thêm bước nữa, bước này chắc thả được rồi đó. Sao các bạn đi đường vòng vậy ta, mình đi đường thẳng này. Không tính anh Thiện ơi. Sai luật khác quá, khác rồi. Sai luật rồi. Bỏ con máng vô bổ luôn rồi. Đâu, người ta cũng dùng chiến thuật chứ trời. Người ta không được nha. Thiện đã nói là các bạn có được quyền dốc nó xuống mà, thì đâu có nói nó phải thẳng đâu, đó. Để xét xét được đúng đúng không anh? Rồi. Rồi. Phối hợp bắt đầu ăn ý dần rồi nha. Bình tĩnh ừ. Được ba trái rồi đó. 5, 4, 3, 2, 1. Thôi vừa đúng giờ. Được 4 trái nhá. Nhã rất là hiền lành, phối hợp với mình rất là nhịp nhàng, ân cần. Khi nhìn từ xa bạn Như đã xinh đẹp vậy rồi, mà khi lại nhìn gần hơn bạn Như lại còn xinh hơn nữa. Tiếp theo sẽ là bạn nào chạy lên nhanh nhất khi thì đếm 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi, phải chạy luôn. Đi rất chậm rãi. 1:30 dành cho Duy và Như. Đó, đúng rồi, chân cẳng đâu, nhanh lên. Đó. Đó, hay quá, nhanh quá. Ừ, trả đây. Lại đây khác đi. Cái đường đi nó bị cong vòng rồi. Ừ, nó cong nó sẽ đi xa hơn. Đúng đó. Rồi. Đó, đáng bẻ cho nó thẳng lại nè. Thêm cái thì chắc ăn. Đó, thả thuốc. Đó. Đúng rồi. Vô luôn Như ơi. Hay quá, thấy chưa? Đi càng thẳng là nó càng nhanh. Được, tú nguy trông thấy. Wow. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Cho luôn, hết giờ. Chỉ có hai cái mà thôi. Duy cũng là một người rất thích chinh phục sự chiến thắng, luôn cố gắng, nhiệt huyết trong mọi việc. Bạn ấy là một người cần được che chở và giúp đỡ trong mọi việc, từ những thứ nhỏ nhất. Xin mời 1:30 dành cho Hiệp và Như, bắt đầu. Cứ chậm thôi Hiệp, một trái cũng được Hiệp ơi. Chậm thôi, cứ chậm thôi. Chỉ tiêu của mình là 5 nhanh. Không có nhanh đâu. Trời ơi, nhanh.
đừng đi vòng vòng vòng, nó sẽ xa đó. Vô luôn Nhân ơi. Vô luôn. Yes. Sao nãy không được vậy ta? Tại vì người ta không gấp, còn em thì gấp đó. Đúng không? Cứ từ từ thôi, đó. Vô. Ba yes. Trái. Hai nhanh quá, nhịp nhàng quá. Còn hai trái thôi nha. 10 9 8 Rồi, tiếp luôn. 7 6 Rồi, không thắng nổi Nhã rồi. 5 4 Như ơi, dục các bạn đi Như ơi. Như 2 1 Như ơi. Yes. Hiệp là một người rất là nhanh nhẹn. Hiệp cố gắng để chiến thắng được 4 anh chàng còn lại. Có cơ hội để gần gũi bạn nữ hơn. Kết quả cũng khá là tốt. 4 quả bóng. Thật sự trò chơi này thì chúng tôi không có quan trọng kết quả, chỉ là để cho 5 bạn có cơ hội tương tác với bạn Như nhiều hơn. Trước khi mình thả xong cảm xúc thì mời Như vào trong căn phòng bí mật nha. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với vòng thứ tư của chương trình Tần Số Tình Yêu. Và hôm nay là lần thả sóng cảm xúc cuối cùng. Những ai có 3 lần thả sóng cảm xúc sẽ được gọi cho nữ chính của chúng ta. Bây giờ thời gian dành cho các bạn sẽ được bắt đầu. 3 2 1 Xin mời. Chúng tôi có thấy một sự ngần ngại. Vậy là chúng ta đã có kết quả, ai bấm và ai không ha. Chúng ta sẽ cùng kết nối với phòng bí mật nhé. Chào Như. Dạ em chào chị Trinh. Ở trong đó Như cảm thấy hồi hộp không? Dạ rất là hồi hộp luôn. Rồi bây giờ em hãy cầm sẵn điện thoại trên tay đi nào. Dạ rồi, em cầm rồi. Đây là cuộc gọi đầu tiên của các bạn dành cho Như. Thường là cái ở vòng này có thể thay đổi quyết định của nữ chính của chúng ta. Bây giờ sẽ là thời gian dành cho các bạn gọi điện thoại. Ai sẽ là người được bắt máy trước đây? Hello. Dạ hello. Chào Như, anh muốn hỏi Như là trong chuyện tình yêu á thì Như làm cái gì là điên cuồng nhất? Trước giờ em trong tình cảm em rất là mạnh mẽ, nhưng mà cái mối tình cuối cùng của em á là em đã có fan xin người ta quay lại. Tại vì trước giờ em rất là mạnh mẽ nên là em thấy lần đầu tiên mình bản thân mình lại như vậy. Theo quan điểm của anh trong tình yêu thì sự tin tưởng nhau đó mới là cái quan trọng nhất. Dạ, em cũng quan trọng nhất là niềm tin đó. Anh cũng muốn hỏi là sau mấy vòng chơi vừa rồi Như cảm thấy anh như thế nào? Em sẽ có câu trả lời sau. Dạ rồi. Cuộc gọi đầu tiên đã được kết nối ha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cuộc gọi thứ hai. Xin mời các bạn. Dạ alo. Alo, anh Hiệp đây. Dạ. Anh có một câu hỏi muốn hỏi em. Dạ. Tuy là cái ấn tượng đầu tiên của em về anh là giống người yêu cũ của em, vậy thì em có sẵn sàng bắt đầu với một cái người có cái vẻ ngoài giống một cái người mình đã từng rất là yêu, thậm chí là đau khổ vì người đó không? Cái chuyện anh có vẻ ngoài giống người yêu cũ của em á thì em không có quan trọng. Quan trọng là cảm xúc. Lúc đầu em bị giật mình là anh rất rất là giống thôi, chứ còn em không có để ý tới cái chuyện đó. Nên là anh yên tâm nha. Dạ, anh còn muốn hỏi gì nữa không? Thôi được rồi, anh chờ câu trả lời của em. Dạ rồi ạ. Đã hai cuộc gọi rồi hả Như ha? Dạ. Như nghĩ là còn ai gọi cho mình không? Dạ, có lẽ còn. Vậy thì mình đợi thử ha. Dạ. Dạ alo. Alo. Dạ, em ơi. Từ vòng đầu đến bây giờ thì nói chung là cái cảm xúc của anh bây giờ là anh đang lắng động lại để anh có thể nói như là một điều rằng nào. Khi chúng ta đã yêu thì đó là một sự không hối tiếc nữa. Anh có thể là một sự lựa chọn mới dành cho Như trong cuộc đời của Như sau này. Anh có thể không có một cái sự ấn tượng ban đầu của anh Hiệp hay là anh Thuấn, nhưng những điều anh sẽ mang lại cho Như có thể là những điều mới mẻ trong cuộc sống. Đó là những điều anh có thể nói như vậy lúc này, bởi vì anh đã quá rung rồi. Cái câu hỏi của anh á, em xin phép được lát lên sân khấu em sẽ trả lời cho anh và mọi người cùng biết được không? Ok. Dạ cảm rồi. Cảm ơn Như. Dạ. Vậy là ba cuộc gọi đã được kết nối. Ừ. Như ơi, mình đợi thêm 10 giây nữa xem có ai gọi cho em không á. Dạ.
Có rồi. Có rồi, mừng quá. Dạ em nghe. Dạ anh nghe. Alo anh nghe. Không có sao, tại vì nói chuyện với em tim anh đập quá, anh với tình lộn lời. Dạ. Cái giọng biết giọng của ai không? Dạ biết. Giọng của ai? Anh Thuấn. Đúng rồi. Cách em kể câu chuyện của em, nhìn từ sâu trong đôi mắt của em thì em là người khá là nhiều tâm sự. Dạ. Khi anh thấy điều đó thì anh có sự đồng cảm ở trong đó. Anh cũng nghĩ là em là người khi đã yêu thì yêu hết mình, và thà cảm xúc mình cũng rất là nhiều. Thì những cái mà em nhận lại thì nó sẽ đau khổ nhiều. Thì như anh nói thôi, tình yêu nào nó cũng sẽ có những cái ngọt bùi, những cái đắng cay. Nhưng mà em cũng sẽ bắt đầu một cái mới, đừng để lăng tăng những công việc cũ nữa. Em là người mạnh mẽ và tin điều đó. Em cảm ơn. Nhưng mà em có một câu hỏi em muốn hỏi anh á. Tại vì công việc của anh là diễn viên á. Nếu mà nói thẳng thật ra thì diễn viên sẽ nói những cái câu đó sẽ rất là dễ á. Em muốn hỏi anh là anh có thật lòng nói những lời đó với em không? Đối với cái nghề nghiệp của anh thì đó là công việc. Còn để lấy cảm xúc mình ra mà đi diễn với một người nào đó thì anh chưa từng bao giờ nghĩ tới. Đừng có nghĩ là diễn viên tụi anh đi làm là hay diễn. Không phải là riêng gì anh đâu, mà những người làm nghệ thuật ai cũng sẽ cô đơn mà có nhiều, rất là nhiều tâm sự. Dạ, em cảm ơn câu trả lời của anh. Anh đợi câu trả lời của em sau khi em lên sân khấu nha. Ừ, anh sẽ đợi. Dạ, dạ rồi. Có 5 chàng trai mà 4 cuộc gọi rồi. Như có nghĩ là sẽ ai gọi cho Như đó không? Dạ, có. Có luôn hả? Thôi tự tin ha. Rồi bây giờ mình đợi tiếp ha. Và chúng ta sẽ dành thời gian là 5 giây đi. 5 4 3 2 1. Dạ Như à, không ai gọi cho anh nữa đâu. Nhưng mà cái kết quả nó cũng là rất là tốt đẹp rồi. Có 4 bạn đã gọi cho Như và chỉ có một mình bạn Lâm Sao là quyết định ở vòng này bạn ấy không thả sóng cảm xúc nữa thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp lại Quỳnh Như ở trên sân khấu nhé. Nãy giờ ở trong đó thì em cảm giác như thế nào? Rất là hồi hộp luôn. Mà cái cảm giác nhận được điện thoại nó khác nhiều đúng không? So với mình đứng ở đây đúng không? Dạ đúng rồi. Chắc chắn là bây giờ Như cũng đã có quyết định của mình rồi đúng không? Dạ. Thiện với Trinh sẽ nhường sân khấu lại cho Như để có thể đưa ra quyết định này và thực hiện cuộc gọi hồi đáp nhé. Dạ. Trước khi vô thì Trinh cũng nhắc Như là lần cuối là sẽ có một người gọi là tần số lạ tới đây vì giải thưởng nha, không phải vì tình yêu. Nên là mình phải cân nhắc. Ở đây thì Như đã thấy là có 5 bạn ngồi đây nhưng mà 4 bạn thả sóng 3 lần. Có một bạn thả sóng 2 lần nhưng Như vẫn có quyền gọi cho bạn đó luôn. Rồi, xin mời Như. Hello. Tại sao anh lại không gọi cho em? Thực ra thì cái câu hỏi vừa nãy em bước ra, anh cũng đã định hỏi. Nhưng mà không có thời gian để cho anh hỏi câu hỏi đó. Tại sao mà một mình anh không chọn? Tại vì cái vòng 3 này, nó không còn quan trọng đối với anh nữa. Ngay từ khi em bước ra sân khấu này, anh đã có một cảm xúc và ấn tượng về em. Em mời anh lên sân khấu được không? Em cho anh hỏi là khi mà ở trong phòng chờ, em có suy nghĩ gì và có mong chờ cuộc gọi của anh không? Lúc cuối cùng thì anh Thiện có hỏi em là em có chắc chắn là sẽ có người gọi nữa không? Em kêu là em chắc, tại vì em bắt được tần số của anh. Thì em có cảm nhận gì? Em cảm nhận được anh từ một sự chân thành. Em cảm nhận được cái nỗi đau mà mỗi chúng ta trước cùng cảm nhận được những cái điều gì mà chúng ta đã từng xảy ra đúng dạ, không? Dạ đúng. Chúng ta có nhiều điểm chung. Em có e ngại về công việc của anh quá nhiều không? Nếu mà công việc của anh quá nhiều mà nếu anh cho phép thì em có sẽ đi chung với anh. Công việc của anh rất là nhiều nên anh luôn luôn muốn tìm một người nào thấu hiểu, lắng nghe và biết chia sẻ công việc của anh. Thực ra là anh rất là sợ người ghen tuông. Em có cái điều đó không? Dạ, em cũng không thích ghen tuông. Em cũng rất ít khi giận. Nói chung là một khi đã giận rồi á thì chuyện đó lại rất là lớn. Em cũng không có cái tính là kiểm tra hoặc kiểm soát người yêu của mình. Quan trọng với em là lòng người. Nhưng mà gia đình em có thích người Bắc không? Bên nội em cũng là người Bắc. Bắc. Dạ, với lại em thích nghe giọng
rất là ấm. Cho anh hỏi một câu nữa. Thật sự là anh hỏi một câu là rất chân thành. Lúc đầu mà anh tặng hoa cho em chính là bông hoa đó. Tại vì anh là người đã có cảm xúc ngay, ấn tượng lần đầu tiên gặp em. Còn đến tại thời điểm vòng này, anh không biết là em có cảm xúc thực sự đứng đối diện với anh không? Nếu như không có cảm xúc với anh thì em gọi cho anh làm gì? Tại vì từ đầu chương trình tới giờ em thấy anh nhìn em rất là nhiều. Em để ý được. Thật sự là anh cũng rất là run. Em cũng vậy. Anh không gọi cho em là anh tới đây là vì tình yêu hay là vì số tiền thưởng của chương trình. Anh là người lãng mạn, là một người ngôn tình, nhưng em chính là một ngôn tình của anh. Anh thiện sát giùm em cái thấn nặng quá. Anh không có biết là em có ấn tượng với anh hay không, nhưng mà anh đến chương trình này là vì em. Bây giờ anh nói là anh không vì em mà vì tiền thưởng. Em có hận anh không? Không. Tại sao? Em chưa từng hối hận với sự chọn từ trước tới giờ. Dạ anh cho em câu trả lời. Câu trả lời của anh là anh tới đây là vì tình yêu. Tình yêu. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã đến. Vậy là có một cái kết thúc tốt đẹp rồi. Thật ra hồi nãy khi mà Như quyết định gọi cho Lâm Sao thì thật sự là ở đây đang rất là căng thẳng. Tại vì bạn ấy đã không thả sóng cảm xúc lần cuối. Vì có thể là có một phần nó không có biết rằng là Như sẽ chọn như thế nào. Và biết rằng là khi mà tất cả những anh chàng kia có những cái hơn mình thì sao, đúng không? Mình cũng sẽ thôi, mình rút lui trước khi để mình bản thân bị tổn thương. Nhưng kết cục rất là đẹp. Vậy thì bây giờ Trinh có thắc mắc là ai không, người không yêu á? Thắc mắc lắm dạ, luôn. Như nghĩ là ai? Ai là người không yêu? Tần suất Như đoán coi là ai? Em sợ làm người khác tổn thương. Bây giờ Thiện sẽ đếm từ 1, 2, 3 thì người không yêu sẽ từ từ đứng dậy nhá. Rồi. 1, 2, 3. Xin mời. Đúng nghi rồi. Và bây giờ sẽ là phần quà dành cho hai bạn á. Một món quà của chương trình dành tặng cho Như và Lâm Sao là hai chiếc điện thoại để các bạn có thể nhắn tin vào điện thoại cho nhau nhé. Rồi, và chúc hai bạn sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé. Còn bây giờ đã hết thời lượng của chương trình Tần số tình yêu. Quý vị hãy nhớ đón xem chương trình Tần số tình yêu được phát sóng vào lúc 21:35 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.